thưa hỏi lời này phẩm 12 anh. Này nam ngoại thân và quang minh của Phật Di Đà tối tôn đề nhân quang minh của chư Phật khác chẳng sanh kỳ mà quang minh ấy chiêu khắp hàng xa cõi Phật. Nam băng trên dưới và bốn phương phụ cùng lại như vậy hào quang trên đành chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hoàng. Hoàng chiếu đến một hai cõi phần hoàng trăm ngàn cõi phần chỉ có hào quang đứng phần A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi phần. Có xa có gần vì bồn nguyện công đừng đời trước cầu đạo có lớn nhỏ không đồng nên khi thành phần từ có hàng lượng quang minh đứng phần. Sáng chói gầm bồi trăm ngàn vàng lần ánh sáng nhận nguyện tôn quý trong cảng ánh sáng nên phần vô lượng thọ cũng hiểu là phần vô lượng quang. Phần vô ngại quang, phần vô đẳng quang, phần trí huệ quang, phần thường chiếu quang, phần thanh tịnh quang, phần hoan hỷ quang, phần giải thoát quang, phần siêu nhân nguyện quang, phần bằng tư nghị quang, quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới. Chúng sanh nào gầm được quang minh ấy thì cầu huệ tiêu diệt điều lành phát sanh thân ấy hòa diệu. Điều khổ cùng cần thấy đường quang minh này liền đường dừng khổ màng chúng đường giải thoát chúng sanh nào nghe đường oai thần công đức quang minh này ngày đêm khen nói chí tâm không nghỉ. Đường sanh về cần làm phẩm mười ba thọ mạng đại chúng vô lượng này hả nạn đứng Phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tin được. Chúng thanh văn thần trí thông đàn năng lực tự tài có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay trong hàng đệ tử tan. Thần thông bận nhân trong một ngày đêm biển hình số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới và sự chúng sanh mười phương tất cả đều chứng quả duyên giác mỗi mỗi duyên giác. Có thần thông như một kiền liên đem hên trí lần xuống đời cũng không tính đếm đường ngàn vạn phần cũng không bằng một số phần thanh văn trong phần hồi kiên. Vô biên nếu lấy một sợi tông chẻ làm trăm phần tán ra thanh bụi rồi lấy một hồn bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tông ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều. Các vị một kiện liên thấy còn biên đường số lượng còn nước nơi bụi tông so với biển cả không thể tin đường thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thanh văn thiên nhân. Nhờ vậy không thể lấy toán số thí dụ mà biết đường phẩm mười bốn cây báu khắp nương còi nương cực lạc có nhiều cây báu có cây thuần bằng vàng hoặc thuần bạc. Hồ phán mỹ ngọc mà nào hoặc do một thứ báu mà thanh hoàng do hai ba cho đến bảy báu sen nhỏ hiểm thành góng thân cành do báu này thành. Do báo khác thành có cây gông bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hồ phân làm lá mỹ ngọc làm hoa âm. Lại có các cây do bày báo sen lần nhau làm gông thân cành lá hoa quả mùi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thân nhau thân sai nhau cành lá hưởng nhau. Màu xanh rừng rỡ tươi đẹp không thể tà xuyên khi gió lấy đồng phát ra âm thanh vì nhiều cá hàng cây bầu ấy cùng khắp trong còi nước phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng. Nơi đạo tràng cao 400 vàng dầm chú vi rồng 5 ngàn gió tuần cành lá 4 phía 20 vàng dầm gió cán báu tự nhiên hiệp thành hoa quả súng xem. Ông Ma Ni
long lùng sanh trăng và các bảo quý nhân kết thành chuỗi trang hoàng các cuồng bảo vàng ngọc chuông khánh treo khắp nơi lưỡi vòng trăng diệu trăm ngàn vàng sắc vàng chiếu lần nhau răng vi diệu tăng cả trang nghiêm tùy hiền nên gió nhẹ thổi đến lay động cành lá phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp vang khắp các cõi Phật hòa nhà tôi tham bằng nhân hương cảm âm thanh ở mười phương thế giới nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng người mùi nếm trái chạm đường ánh sáng nghĩ đến công đức của cây thanh tịnh không có nào lần trụ vào bấm thối chuyện cho đến khi thanh phần nếu thấy được cây ấy thì được ba nhận một là âm hưởng nhận thường nhận bao là vô sanh pháp nhận này á nán hoa quả cây cối và các chúng sanh còi phận ấy làm các phần sự như vậy là do xứng ngoài thần bản nguyện đầy đủ